ta sang bài toán thứ năm. Cái bài toán thứ năm có cái nội dung như thế này. Ở đây thầy vẽ sẵn cái sơ đồ của cái bài toán số 5. Tức là người ta cho một cái hình vuông ABCD, và trên bốn cái đỉnh của cái hình vuông ABCD này thì người ta lần lượt đặt các cái điện tích Q ở các cái đỉnh ABCD. Người ta đều đặt cái điện tích Q, và cái điện tích Q này là cái điện tích dương, và nó có cái độ lớn là 1 microcoulomb. Bây giờ cái yêu cầu của bài toán đặt ra đó là tìm cái dấu và cái độ lớn của cái điện tích Q0 đặt tại tâm của hình vuông. Cái đề của chúng ta nó rất là đơn giản như vậy thôi. Thì đưa ra cái bài toán này thì muốn truyền tải cho các em một cái phương pháp giải về các cái dạng toán mà về cân bằng lực này. Thì trước hết á, ta thấy rằng bốn cái điện tích ở bốn cái đỉnh của cái hình vuông này nó đều là điện tích dương hết. Cho nên cái điện tích Q0 mà đặt tại tâm của hình vuông đó, nó không thể là điện tích dương. Bởi vì nếu như là ta đặt cái điện tích dương chỗ này á, thì điện tích dương chỗ này, ví dụ như là chỗ này ta cho là cái tâm hình vuông, ta cho là điểm O đi, là tâm hình vuông. Ta cho điểm O này là tâm hình vuông. Mà nếu như tại cái tâm hình vuông này mà ta đặt một cái điện tích Q0 mà nó dương á, thì các em thấy như thế nào? Q0 này nó dương, Q này nó dương, thì hai cái điện tích này nó đẩy nhau. Rồi điện tích ở D và điện tích ở O nó cũng là hai điện tích cùng dấu, nó đẩy nhau. Như vậy thì ta thấy rõ ràng là cái điện tích tại O này nè, cái điện tích tại tại B này nè, thì tại O nó cũng đẩy mà tại D nó cũng đẩy. Như vậy thì cái hệ này nó không thể cân bằng. Cái hệ này nó cân bằng á là khi tất cả các cái điện tích đặt tại A, B, C, D và đặt tại O nó đều đứng yên. Đấy, thì nếu mà như muốn mà có cái điều kiện như vậy á, thì Q0 nó phải là điện tích âm. Q0 nó phải là điện tích âm. Thì bây giờ ta đi vào cái cách giải thẳng này. Q0 phải là cái điện tích âm. Thì Q0 là điện tích âm á, thì các cái lực tác dụng lên điện tích tại A, tại B, tại C, tại D đó, thì ta làm một cái thôi, điển hình thôi, chứ không còn làm ở các cái đỉnh khác. Các cái đỉnh khác thì nó cũng vậy thôi. Thì ví dụ như là tại cái đỉnh A, mình xét tại cái đỉnh A thì cái điện tích tại A nó phải đứng yên. Điện tích tại A nó phải đứng yên, nhưng mà cái điện tích tại A nó chịu tác dụng của các cái lực nào? Giả sử tại A, tại điểm A, okay, tại điểm A các lực tĩnh điện nha. Tác dụng là gì? Thì ta coi nè, cái điện tích Q ở đây này nè, thì nó là điện tích dương, và điện tích tại A nó cũng dương, cho nên hai cái điện tích này nó đẩy nhau. Hai cái điện tích này nó đẩy nhau, thì sẽ dùng cái màu phấn khác đi. Cái điện tích dương tại D này nó đẩy cái điện tích dương tại A theo cái hướng này. Nó đẩy ra xa thì chúng ta cho nó là chở chừng này đi. Và cái này á thì đặt nó là Q1 đi. Cái đây là F1. Tức là cái điện tích Q đặt tại D này nó đẩy cái điện tích Q tại A này với một cái lực là F1. Rồi điện tích dương tại P mà nó đẩy cái điện tích dương tại A theo một cái lực là ta gọi là F2. Ta gọi là F2.
thì F2 nó phải có phương là phương của cái đường thẳng AB, nó có cái chiều là từ B tới A, bởi vì hai diện tích này nó cùng giáo trình nó đẩy nhau. Và có một điều nữa chúng ta lưu ý rằng hai cái khoảng cách là AB và AD này nó bằng nhau, do đó F1 và F2 về độ lớn nó bằng nhau. Và rõ ràng là hai cái diện tích F1 và F2 này nè, nó bằng nhau và nó tạo lên một cái hình vuông như thế này. Như vậy thì cái hợp lực của F1 và F2 á, thì nó sẽ là theo cái hướng này. F1 2, hãy viết gọn lại là cái đây là F1 2, tức là cái lực tổng hợp giữa hai lực F1 và F2 do điện tích tại B và tại D gây ra. Bây giờ ta lại có cái điện tích tại C. Tại C, C nó mang cái điện tích dương, A nó mang điện tích dương. Như vậy thì C nó cũng đẩy A, và C nó đẩy A thì theo một cái C nó đẩy A theo một cái lực đó, thì thầy gọi là F3 đi. Thầy gọi là F3. Thì cái F3 này nó cũng cùng phương với lại AC. F3 đây. Đấy. Rồi, như vậy thì ta có là bốn cái điện tích A, B, C, D, trong đó ba cái điện tích tại B, tại C, tại D mà nó đẩy cái điện tích tại A này theo các cái lực là F1, F2 và F3. Bây giờ cộng lại ba cái lực F1, F2, F3 này thì ta thấy rõ ràng là nó đẩy cái điện tích quy đặt tại A này đi ra xa theo cái phương CA. Bây giờ như vậy thì muốn cho cái điện tích tại A này mà cân bằng hay là đứng yên thì nó phải có một cái phản lực. Phải có một cái phản lực, đó là cái lực do cái điện tích Q0 đặt tại ô này kéo lại. Như vậy thì điện tích Q0 này nó là điện tích âm, và điện tích Q tại A là dương. Hai cái điện tích này nó sẽ tác dụng với nhau theo cái lực như thế này. Cái đây thì gọi là F4. Như vậy đó thì các lực tác dụng mà tại điểm A, các lực tác dụng là cái lực nào? Cái lực F1. Cái lực F1. Thấy không? Do điện tích tại D. Do điện tích tại D đẩy. Thì F1 á nó có phương và chiều như hình vẽ. Ở đây thầy viết tắt đi chưa? F1 nó có phương và chiều như hình vẽ. Tương tự như vậy là F2. Thấy không? Do điện tích đặt tại B cũng đẩy luôn. Và F2 cũng có phương và chiều như hình vẽ. Rồi bây giờ F3 do cái điện tích đặt tại C. Thấy không? Thì nó có phương và chiều. F3 có phương và chiều như hình vẽ. Rồi bây giờ mình tính các cái độ lớn của các cái lực này, thì ta có là F1 nè, cái độ lớn nha. Độ lớn thì các em biết rằng cái độ lớn F1 và độ lớn F2 nó bằng nhau, bởi vì cái Q nó bằng nhau, R nó bằng nhau. Thấy không? Độ lớn F1 thì bằng F2. Độ lớn F1 bằng F2 có phải là bằng KQ chia cho R. Cái R tức là cái khoảng cách từ A tới B, mà khoảng cách từ A tới B mình cho nó là A nhỏ đi. KQ chia cho A bình phương. Đó là điện tích tại cái độ lớn của hai cái lực điện là F1 và F2. Bây giờ tới F3. F3 nó có cái độ lớn là gì? F3 nó là K cũng Q luôn,
KQ. Ở đây thì mình có là Q0 nha, Q bình phương đi, Q bình phương. Bởi vì là hai cái điện tích tại A cũng Q mà tại D cũng Q, tại A cũng Q mà tại B cũng Q, do đó là ta viết là Q bình phương. Q nhưng Q là Q bình phương. Bây giờ F3 là K cũng Q bình phương luôn. Chia cho cái khoảng cách từ A tới C, mà khoảng cách từ A tới C là bằng A căn 2. Cái hình vuông này cạnh là A thì đường chéo nó là A căn 2. Chỉ có thế thôi. A căn 2 bình phương lên. Như vậy thì ta có thể viết là K Q bình phương chia cho 2A bình phương. Chia cho 2A bình phương. Đó là F3. Bây giờ ta tính luôn F4 luôn. Thì F4 á, cái độ lớn F4 á, nó sẽ là K Q0 Q chia cho AO bình phương. Chia cho AO bình phương. Ở đây các em lưu ý rằng là cái điện tích Q0 là điện tích âm. Do đó thì mình phải viết cái này vô nè. Mình phải viết cái giá trị tuyệt đối nó vô. Còn Q thì không còn, bởi vì Q điện tích nó dương rồi. Như vậy thì ta viết là K Q0 Q0 chia cho AO, mà AO là A căn 2 trên 2. A căn 2 trên 2 rồi lại bình phương. Thì cái này nó sẽ là gì? Nó sẽ là, đây là 2 chia cho 4, tức là 1 chia cho 2, 2 ta đưa lên trên, tức là 2K Q0 Q chia cho A bình phương. Chia cho A bình phương. Rồi. Bây giờ như vậy thì là ta nói một câu là để điện tích tại A đứng yên thì có hợp lực tác dụng vào A đó nó phải bằng không. Như vậy có nghĩa là F1 tác dụng vào A, F2 tác dụng vào A, F3 tác dụng vào A, F4 tác dụng vào A, nó triệt tiêu. Bây giờ các em lại để ý thêm một cái chi tiết như thế này nữa nào. Cái F1 và F2 đó nó bằng nhau và nó vuông góc với nhau. Như vậy thì cái hợp lực của F1 với F2 á là F12 nó sẽ bằng F1 nhân với căn 2 hoặc là bằng F2 nhân với căn 2. F1 mà cộng với F2 này nè thì nó là bằng F12. F12. Rồi F3 mình để riêng. F4 mình để riêng bằng 0. Đấy. Bây giờ như vậy thì ta lại làm tiếp cái phần này. F12 như vậy á, thì thầy để là F12 thầy để là F1 căn 2. F12 thầy viết là F1 nhân với lại căn 2. Rồi cộng với là F3. Cộng với F3. Phải không? Thì nó sẽ là bằng F4. Tại sao như vậy? Tại vì là cái F4 này nè, nó ngược chiều với là F1, F2, F3. Mà muốn cho cái hệ nó cân bằng thì cái hợp lực nó phải bằng 0. Cái hợp lực nó bằng 0 có nghĩa là chỗ này nè, có nghĩa là F12 nè cộng với F3 nè là bằng trừ cho F4. Bằng trừ cho F4. Như vậy thì ở đây thầy chỉ lấy cái độ lớn thôi. Ở đây thầy lấy cái độ lớn. Như vậy thì ta có là gì? F1 nhân với lại căn 2. Mà F1 là bằng gì? F1 nhân với căn 2 có nghĩa là K Q bình phương chia cho A bình phương rồi nhân với căn 2. Rồi F3, F3 là K Q bình phương chia cho 2A bình phương bằng F4. F4 ta lại có là 2K 2K Q0 nhân với lại Q chia cho A bình phương. Rồi. Như vậy thì tới đây á, ta lược bớt đi tất cả những cái
nào mà hai bên nó có, chẳng hạn như là k này, ta đơn giản giảng k hai vế nè, ta đơn giản cho a bình phương hai vế nè, ta đơn giản q ở hai vế, vậy là móc cái bình phương nè, móc cái bình phương nè, móc cái q đi. Như vậy thì rốt cuộc lại ta có cái điện tích q zero, ta có cái điện tích q zero là bằng gì? Bên này là q căn 2, đây là cộng cho q trên 2, đây là q căn 2, q căn 2 cộng cho q trên căn 2, cộng cho q trên căn 2, q trên 2 thì bằng gì? Cái này là q cái này là q 0, thì cái này nó còn lại số 2 ta đưa qua thì nó nằm dưới. Như vậy thì cái này nó bằng bài chia cho 2, đúng không em? Như vậy thì bây giờ các em đưa cái q ra ngoài, q 0, cái này q các em đưa ra ngoài, thì trong này nó còn lại là căn 2 cộng với 1 phần 2 rồi lại chia cho 2. Đấy. Tới đây thì các em chỉ còn thế cái giá trị của q, q là 1 coulomb, 1 micro coulomb vào, thì các em sẽ có được cái điện tích q 0 nó sẽ là bằng bao nhiêu đây? Q0 thì tính ra đây nó là 0,957 microcoulomb. 0,957 microcoulomb. Đó là cái độ lớn của cái điện tích Q0 đặt tại tâm của hình vuông. Nhưng mà ở đây là Q0 nó âm, cho nên mình cũng phá luôn cái dấu giá trị tuyệt đối ra. Mình có là Q0 bằng trừ 0,957 microcoulomb. Cái bài toán tới đây là kết thúc. Như vậy thì thầy nhắc lại một tí để cho các em lưu ý trong cái bài này. Thì để cho năm cái điện tích này nó ràng buộc các cái lực với nhau, nó kiềm chế với nhau, không cho cái điện tích nào mà siêu dịch. Thì như vậy thì ở đây chúng ta không cần phải đi làm từng cái đỉnh là A rồi B, C, D, bởi vì ta làm một đỉnh thì các cái đỉnh kia nó cũng thế thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là với cái tính chất của cái điện tích ở bốn đỉnh A, B, C, D đều là điện tích dương, thì cái điện tích ở cái tâm hình vuông này nó phải là cái điện tích âm. Thì nó mới giữ được cái nó mới ràng buộc với nhau được, nên nó không có cho cái điện tích mà xê dịch. Bởi vì nếu như hồi nãy thầy có nói là cái Q0 nếu mà nó là cái điện tích dương luôn á, thì là Q0 nó đẩy B, mà Q tại D nó cũng đẩy B luôn. Đấy. Thì như vậy thì là nó không thể là nó không thể là nó không có cái lực kéo lại. Hay nói cách khác á, là muốn cho năm cái điểm này mà nó đứng yên tại chỗ đó, thì tổng hợp tất cả các cái lực tác dụng vào từng điểm phải triệt tiêu. Đó là theo cái định luật một Newton mà các em học ở lớp 10. Và chúng ta nhanh chóng kết thúc cái bài số 5 tại đây. Ta sang cái bài số 6.